Hello, hôm nay là chương trình thời sự. Thời tiết hôm nay trời nắng, nhưng buổi chiều mưa to và bây giờ cũng đã tạnh. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ra ngoài một bầu trời âm u lạnh lẽo. Chúng ta sẽ đến với một khung cảnh rất là đặc biệt, đó là một căn phòng rất bừa bộn nhưng nghĩa là nhưng đã có đem cho chúng ta một cái sự gọi là rất là bừa bộn, rất là vui. Bây giờ các bạn hãy quay lại xem nào. Đây là những thứ đồ rất quý giá nhưng mọi người vẫn dùng xung quanh đây. Chuyện này là như thế nào? Hết pin rồi. Hả? Vô duyên.